Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ sang cái bài tiếp theo. Đấy, chúng ta sẽ code tiếp cái phần buổi lần trước về cái phần quản lý state sử dụng block mà cái ví dụ với cái counter app. Đấy, thì cái counter app sau khi mà chạy xong thì nó sẽ có dạng là hai cái nút bấm như này, tức là nút increment và nút decrement để tăng giảm cái giá trị của cái state. Đấy, 0 trừ 1 các thứ. Và trong bài trước là mình đang là chỉnh cái state ban đầu của nó là về 0. Đấy. Thì cái stream function là gì? Mình đang ở cái chỗ cái stream function. Tức nó sẽ có một cái input. Đấy, nhưng mà cái đầu ra của cái hàm stream này nó sẽ trả về nhiều giá trị. Đấy. Tức là nó trả về nhiều lần, nhiều giá trị và nhiều lần theo thứ tự khác nhau. Đấy, theo những thứ tự như này, value 1 trước, value 2 trước. Đấy. Nếu mà các bạn có return thì lúc này cái hàm nó mới kết thúc. Đấy. Còn bạn muốn có giá trị nữa thì lúc đấy bạn phải gọi lại. Thế còn nếu mà chúng ta gọi một lần thì chúng ta giá trị trả về chúng ta sẽ trả về mấy lần, value 1, value 2, value n. Đấy. Return thì trả về một lần, còn cái yield thì sẽ còn trả về nữa. Đấy. Ok. Đấy, ý của cái đoạn này là như thế. Thì cái async nó ý nghĩa của nó là asynchronous, async sao, có nghĩa là gì? Cái hàm nó dạng stream. Chẳng hạn như trong cái hàm này mình yield về 5, sau đó in về 2, xong in về 5, xong return 9, thì cái dòng 17 là coi như không dùng đến. Cái dòng 17 coi như là không bao giờ chạy đến. Đến cái đoạn return là kết thúc rồi. À. Nhưng cái đoạn in 2, in 5 nó sẽ trả về giá trị khi mà chúng ta gọi. Đấy. Rồi, cái đoạn này thừa. Ok. Đấy. À, bây giờ mình sẽ thử gọi cái hàm stream function này xem nó ra cái gì nhá. Thì chúng ta sẽ gọi final result bằng đấy, chúng ta gọi cái hàm là trả được kết quả result. Thì cái result này nó sẽ không phải là 2 là 5 là 7 mà nó sẽ trả về từng lần, nó sẽ trả về 3 lần. Lần 1 2 phần lần sau là 5 và sau 7. Thế để lấy ra tất cả các giá trị chúng ta sẽ for loop for x. Giống như là chúng ta for x một cái mạng. Đấy, chúng ta for x và chúng ta thấy rằng là cái element trả ra chúng ta sẽ nhìn thấy. Đấy, chúng ta debug đi thì cái element này nó là từng cái giá trị số nguyên 2, 5, 7. Rồi, ta chạy, ta đợi một lúc. Ta chạy chương trình running Xcode trên iPhone. Đó. Chúng ta sẽ thấy rằng là nó trả về đây, stream đây. À, bấm next đi, bấm continue đi. Đó, trả về đầu tiên, nó trả về 2. Lúc này cái element của chúng ta là 2. Tiếp theo là đây. Và bấm next phần nữa nó trả về 5. Đấy. Tiếp phần nữa ra 7. Đấy, ok. Như vậy là một lần gọi nhưng mà trả về nhiều giá trị và nhiều lần. Rồi, đấy thì đấy là cái gọi là stream function chúng ta đã nắm được trong cái mấy cái bài trước mình chưa nói đến. Rồi, bây giờ mình xóa cái hàm này đi. Mình sẽ áp dụng cái hàm stream function này vào cái hàm map event to state. Thì cái map event to state đó chính là một cái hàm stream function. Nó sẽ chuyển đổi một cái đầu vào là cái event các bạn tác động, và đầu ra là cái update the state, tức là cái state mới, cái state sau khi bị biến đổi bởi cái event đó. Rồi. Chúng ta switch case thôi, trong trường này có thể switch case ở if else được. Ta sẽ switch cái event này theo các cái giá trị. Chẳng hạn như là trường hợp cái event bằng counter event.increment. Rồi. Đấy. Thì cái trường hợp này sao nhỉ? Tất nhiên là có switch case thì phải có break cho từng trường hợp. Đấy, trường hợp decrement thì nó sẽ chui vào hai cái trường hợp này. Chúng ta sẽ print một cái giá trị gì đó ở đây. Thì ở đây khi các bạn print cái state thì nó sẽ hiện ra đấy là cái state hiện tại. Đấy, cái state hiện tại. Chứ còn cái phần mà return ấy, cái phần mà yield ấy, thì nó sẽ trả về cái state tiếp theo. Đúng không? Cái state tiếp theo. Ok. Đấy, thì đây là cái state hiện tại. Ta chỉ còn gọi đối tượng state ra là nó nhìn thấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái state hiện tại. Thì ban đầu cái initial state sẽ bằng 0. Ta luôn luôn phải set giá trị ban đầu cho nó. Nếu nó là đối tượng thì mình phải set khởi tạo một cái đối tượng, chứ ta không để null. Rồi, ta sẽ thử đặt debug và chúng ta chạy thử. Đó. Ở đây thì chúng ta phải cần có một cái giao diện chứ, đúng không? Một cái giao diện. À, chúng ta đặt tên cái màn hình này là counter page, cái trang trang chính của chúng ta. Counter page.
Thứ là gì? Class counterpart kế thừa từ extend từ stateless. Rồi, từ stateless widgets. Rồi. Ok. Trong này chúng ta sẽ thực thi cái phương thức build để chúng ta render ra cái giao diện cái phần UI đó. Ok. Thì chúng ta return về một cái thẻ scaffold. Trong cái thẻ scaffold này chúng ta có thuộc tính body. Thuộc tính body thì nó sẽ hiện ra một cái text, đơn giản là cho một cái text đi. This is counter app. Chúng ta sẽ trả về một cái text hay nó ra cái gì. Rồi thì trong cái main này chúng ta sẽ thay đổi cái sàm center bằng cái counter page. Đúng không? Trong cái counter page này chúng ta sẽ, rồi ta chạy đi xem nào. Ok, this is counter. Ok, là phần giao diện. Rồi phải chỉnh lại một chút. Mình sẽ chỉnh dần dần, đúng không? Mình thay cái thẻ text này bằng mình có thể cho một cái save area vào để nó bỏ cái phần phần cái vùng tay thỏ đi. Thì nó sẽ trả về save area và thuộc tính là child, cái con của save area, con paste cái thẻ text vào đây. Ok. Đấy, chúng ta thấy là cái thẻ text nó sẽ bị lùi xuống, nó tránh khỏi cái vùng tay thỏ đi. Thì cho cái text nó to lên một tí, text style. Phông size chỉnh nó to lên một tí. Rồi, ok. Đấy. Thì cái nó sẽ hiện ra là counter app, this is counter app. Rồi. Thì trong này mình mục đích của cái giao diện này là mình sẽ hiện cái giá trị của cái state sau khi thay đổi bởi cái event. Rồi. Ok, cái phần này chúng ta sẽ học tiếp trong cái bài tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.